thưa quý vị, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào vì cộng đồng, các cấp hội cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng thời gian qua đã tổ chức nhiều chương trình và hoạt động góp phần chung tay cùng thành phố giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong thời điểm hậu dịch bệnh. Từ giữa tháng 10 năm 2021 đến nay là đợt ra quân cao điểm hưởng ứng tháng an toàn giao thông của các cấp hội cựu chiến binh thành phố, được tổ chức tại một số phường như Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà và Thanh Bình, quận Hải Châu. Nhận thức được trách nhiệm và vai trò của cựu chiến binh trong các hoạt động xã hội, mỗi đợt ra quân như thế này đều nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ cán bộ, hội viên cựu chiến binh, qua đó góp phần lan tỏa phong trào rộng khắp các khu dân cư. Hội viên của chúng tôi thì đã được quán triệt rất kỹ về cái vấn đề mà chấp hành luật an toàn giao thông. Từ đó là chúng tôi yêu cầu hội viên là không những mình chấp hành mà còn phải động viên cả gia đình, người thân và nhất là ở khu dân cư để làm sao mà mọi người là cùng tham gia chấp hành rất là tốt, bởi vì hội viên tôi cũng nhận thấy rằng các việc mà vi phạm an toàn giao thông và cái thiệt hại do an toàn giao thông gây ra cho xã hội, cho mỗi gia đình rất là lớn, nên từ đó chúng tôi cũng tuyên truyền để người dân, để hội viên ý thức cao. Tùy theo đặc điểm về tình hình an toàn giao thông tại mỗi địa phương, mỗi cấp hội cơ sở sẽ xây dựng một kế hoạch ra quân phù hợp, đồng thời lồng ghép tuyên truyền về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng như công tác phòng chống Covid-19 trong trạng thái mới. Thực tế Phường Bình thì tuyến đường thì chỉ có 21 tuyến đường thôi, và tuyến đường này nó vỉa hè rất là hẹp, đồng thời cái ý thức chấp hành giao thông của người dân thì về mặt tai nạn thì ít xảy ra, nhưng mà cái lấn chiếm vỉa hè thì vẫn còn tồn tại nhiều. Chúng tôi cũng đã muốn ra quân để làm để mà nâng cái ý thức người dân, thì chúng tôi đã tiến hành là tổ chức cái cuộc ra quân đấy. Thì qua cái cuộc ra quân đấy thì chúng tôi nhận thấy rằng là người dân cũng hưởng rất là tốt, và qua đó thì cũng nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành luật lệ giao thông. Và các khẩu hiệu mà chúng tôi ra quân cũng rất đơn giản thôi, ví dụ như an toàn tính mệnh là trên hết, rồi văn hóa giao thông. Song song với việc ra quân, mới đây hội cựu chiến binh thành phố cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên dưới cơ sở, qua đó nhằm trang bị cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh những kiến thức cơ bản về luật, các chỉ thị về an toàn giao thông, nâng cao vai trò trách nhiệm của cựu chiến binh khi tham gia giao thông trong cộng đồng. Chúng tôi tập trung ở hội trường cho cán bộ là chủ chốt là cán bộ phường, xã, rồi thì cán bộ chi hội trưởng, đó là cùng các công tác viên, báo cáo viên và tuyên truyền viên ở cơ sở. Mục đích là để vận động tuyên truyền cho nhân dân hai bên là các tuyến đoạn đường đó có ý thức tốt hơn về chấp hành luật lệ an toàn giao thông, chấp hành cái hành lang an toàn giao thông để làm là đảm bảo cho công tác trật tự an toàn giao thông tốt hơn trên địa bàn thành phố. Trước, trong và sau mỗi mùa dịch, các cấp hội cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng luôn phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ là lực lượng nòng cốt tiên phong không chỉ trong công tác vận động phòng chống dịch mà còn trong các phong trào vì cộng đồng, nhất là sau khi thành phố chuyển trạng thái mới. Sự chung tay đó đã góp phần xây dựng thương hiệu Đà Nẵng, thành phố an bình và đáng sống.